Chúng tôi bắt đầu truyền thống giáo dục ưu việt của mình vào năm 1956. Sau 50 năm, tôn chỉ của chúng tôi không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn là một tổ chức đào tạo xuất sắc, là nơi bắt đầu của sự học tập cả đời. Với sự khởi đầu khiêm tốn, Singapore sau chiến tranh với nhu cầu cấp thiết về kinh tế và câu trả lời cho sự tồn tại là công nghiệp hóa. Nhiệm vụ bồi dưỡng lực lượng lao động được đặt vào tay một nhóm chuyên gia tình nguyện khi họ nhận ra nhu cầu phải có những nhà quản lý và công nhân được đào tạo. Bất chấp mọi khó khăn, họ đã lập ra Hiệp hội Đào tạo Quản lý và Giám sát của Singapore, hay gọi là SAMTAS. Qua nhiều năm, Hiệp hội tiếp tục phát triển để đáp ứng các nhu cầu của quốc gia, trang bị kiến thức cho người dân trong một thế giới không ngừng thay đổi. Năm 1984, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển, SAMTAS trở thành một tổ chức chuyên nghiệp hơn, Học viện Phát triển Quản lý Singapore, hay gọi là MDIS. Từ đó, chúng tôi tích cực cộng tác với các trường đại học trên thế giới để đưa giáo dục cấp đại học và cao đẳng đến với người Singapore. Ngày nay, MDIS là nền móng của ngành giáo dục tư nhân của quốc gia, nhưng có sự khác biệt. Là một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi tái đầu tư giá trị thặng dư cho quyền lợi và lợi ích của sinh viên, của các thành viên và của cộng đồng. Với giá trị thặng dư hàng năm, chúng tôi tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng và đóng góp thêm vào quỹ giáo dục MDIS. Trung thành với nỗ lực của những người sáng lập, ban quản lý của học viện đã gánh vác trách nhiệm như những người tự nguyện tận tụy. Niềm say mê của họ đã mang lại những mốc lịch sử quan trọng cho MDIS. Chính là sự quản lý của họ mà MDIS đã xây dựng được danh tiếng vững chắc. Trải qua những năm tháng không ngừng theo đuổi mục tiêu giáo dục ưu việt, MDIS đã nhận được sự ghi nhận của chính phủ Singapore. Trong năm 2003, chúng tôi là một trong những tổ chức giáo dục tư đầu tiên được nhận chứng nhận chất lượng Singapore, SQC. Với sứ mệnh của mình, chúng tôi đã trở thành trung tâm chủ chốt trong khu vực hoạt động trên thị trường giáo dục toàn cầu. Các học viện như MDIS sẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn trong những năm tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu học tập cả đời. Đại học Bradford đã cộng tác với MDIS từ năm 1992, và qua thời gian đó, quan hệ của chúng tôi đã ngày càng được thắt chặt. Chúng tôi ngưỡng mộ MDIS về sự lãnh đạo, tầm nhìn và tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các khóa học của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi rất hài lòng vì sự hợp tác mang tính chiến lược này đã đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp với trình độ kiến thức, kỹ năng bậc cao, và hiện họ đang làm việc thành công ở Singapore và các nước khác trong khu vực. Qua nhiều năm, MDIS và OCU cùng nhau đào tạo ra những chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông. Chúng tôi có nhiều chuyên gia truyền thông rất thành công trong thị trường. Chúng tôi là chương trình của Mỹ với tầm nhìn toàn cầu, và chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp các dẫn chứng về châu Á trong chương trình học của mình. Nhìn vào thị trường Singapore, bạn sẽ thấy các sinh viên tốt nghiệp chương trình OCU đang giữ nhiều vị trí chủ chốt trong giới truyền thông. Chúng tôi cung cấp các chương trình chất lượng cao được công nhận trên toàn cầu. 8.500 sinh viên của chúng tôi đến từ trên 45 quốc gia. Để hỗ trợ sinh viên châu Á tốt hơn, chúng tôi đã mở các văn phòng đại diện ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Cùng với các trường đại học đối tác quốc tế, chúng tôi liên tục tăng thêm các chuyên ngành đào tạo với bằng cấp được công nhận bởi các trường đại học và các công ty trên toàn cầu. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế cung cấp liền mạch, từ bậc chứng chỉ đến bằng tiến sĩ. Ngay từ những năm 1990, chúng tôi đã đi tiên phong trong việc cung cấp các khóa học mang tính toàn cầu. Các khóa học sau đại học không chỉ nhằm vào các ngành hiện tại, mà nhằm vào các ngành mới nổi. Trong năm 2005, chúng tôi đầu tư vào khu học xá với trang thiết bị tối tân hiện đại, với hệ thống Wi-Fi. Tên gọi của nó là MDIS Uni Campus, nơi trang bị toàn diện cho sinh viên để đáp ứng những thử thách của thời đại. Phòng Phát triển Quản lý và Tư vấn của MDIS, hay gọi là MDC,
là nơi cung cấp hàng đầu các chương trình đào tạo ngắn hạn chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu. Ngoài các khóa học đã có sẵn và các chương trình theo yêu cầu, MDC cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn để giúp các công ty tìm ra các mục tiêu phát triển kinh doanh tại Singapore và khu vực. Ngoài các sinh viên học tại trường, MDIS cung cấp các thẻ thành viên cho cả các cá nhân và công ty. 12.000 thành viên của chúng tôi được hưởng nhiều ưu đãi như các buổi nói chuyện và các hội nghị chuyên đề, các buổi hội thảo, sự trợ giúp về nghề nghiệp và được cập nhật thông tin về các xu hướng quản lý hiện tại. Là một tổ chức phi lợi nhuận, ngay từ những ngày đầu, MDIS đã có những đóng góp cho sự phát triển xã hội. Sau năm 1995, Quỹ Giáo dục MDIS được thành lập và được công nhận địa vị từ thiện. Thông qua các chương trình học bổng, các sinh viên nghèo cũng được ban tặng cơ hội được học trong đời. Những người trưởng thành cũng đã được lợi và đạt được những ước mơ giành được chứng chỉ, bằng cao đẳng và đại học. Getting the MDIS scholarship was... Nhận được học bổng của MDIS là bước ngoặt lớn trong đời tôi. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ là có thể được học. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi. Hiện nay tôi được thăng tiến trong công việc và tôi đang nhận ra những tiềm năng và triển vọng mà trước đây tôi chỉ có thể dám mơ ước tới. Nhân kỷ niệm 50 năm, chúng tôi đã mở rộng chương trình học bổng cho cả sinh viên nước ngoài. Vì sự nghiệp giáo dục, MDIS đã mở rộng đào tạo nhân lực cộng đồng bằng nhiều cách thực tế, như hỗ trợ dạy học cho thanh niên tại các trại giam vị thành niên và các nhóm tự lực. Ngoài ra còn bao gồm các mục đích xã hội khác như những người được hưởng lợi của chương trình thử thách của Tổng thống và các nạn nhân của cơn bão tsunami năm 2004. Để phục vụ nhân dân Singapore và ngày nay là các quốc gia trong khu vực, chúng tôi được dẫn đường bằng những giá trị trung tâm của chúng tôi. Khi chúng tôi tiến về phía trước, tương lai cho MDIS và sinh viên của chúng tôi tràn đầy hứa hẹn. Cùng nhau chúng tôi sẽ đi tiên phong trong thế giới không ngừng thay đổi này. Và chúng tôi sẽ thành công bởi vì trước đây chúng tôi đã làm được và chúng tôi sẽ lại làm được điều đó. MDIS, nơi bắt đầu của sự học tập cả đời.